Rồi, ok. Thì hôm nay chúng ta sẽ bước đầu tiên thì chúng ta sẽ nói về bài học đó là yourself. Rồi, Tiến có hiểu về từ yourself không? Yourself, what does it mean? Chỉ từ hiểu từ do. No, yourself. Yourself là nguyên một cái cụm của nó nhé. Yourself, what does it mean? Yourself. Yourself là về bản thân, được chưa? Bản thân của mình. Dạ. Được chưa? Rồi, tiếp tục. Rồi nói về bản thân, chị trước tiên thì mình sẽ muốn nói về cái điều gì đây? Hỏi tên. Cái câu hỏi về tên là gì Tiến có biết không nào? What's your name? Very good. What is your name? Đúng rồi đó. What is your name? Hỏi về tên thì khi mình trả lời thì mình sẽ trả lời như thế nào đây? My name. Very good. My name is Tiến. Okay, my name is Tiến. Rồi, bây giờ mình hỏi về tuổi nè. Tuổi thì mình hỏi sao nè? How old are you? Very good. How old are you? Đúng rồi. Rồi, bây giờ cái cách trả lời của tuổi như thế nào đây? I am. Rồi, Tiến bao nhiêu tuổi nè? Oh my god. 12 years old. Bao nhiêu? 10. 12. 12, 12, 12, chúng ta sẽ đọc là 12, ok? 12 years old. Đúng rồi. Rồi bây giờ mình sẽ hỏi lớp làm sao đây? Hỏi lớp thì mình sẽ hỏi như thế nào nè? Rồi, what? Lớp của mình có thể đọc là class hoặc là mình có thể đọc là grade. Được chưa? Từ này chúng ta sẽ đọc là grade. Yeah. Rồi, hỏi lớp thì chúng ta sẽ hỏi là what grade are you in? Very good. Đúng rồi đó. What grade are you in? Rồi, cái cách trả lời như thế này là sao đây? Mình sẽ trả lời như thế nào đây? I'm in grade. Yes. I'm in grade what? Học lớp mấy đây? Lớp 7. Okay, I'm in grade 7. Very good. Rồi, tiếp tục. Bây giờ mình sẽ hỏi về sức khỏe nè. Sức khỏe ngày hôm nay thì mình hỏi như thế nào đây? How are you? Very good. Today. Very good. How are you today? Đúng rồi đấy. How are you today? Okay, how are you today? Tiến. I'm good. Okay, I'm good. I'm good. Very good. Rồi, bây giờ mình hỏi về cái nơi ở của mình đi. Where do you live? Where do you live? Bạn sống ở đâu? I live in. Rồi, sống ở đây thì mình nói về thành phố. Rồi, chỗ ở của Tiến nè. I live in. Rạch Giá City. Yes, very good. Rạch Giá City. Đúng rồi. Rạch Giá City. Rồi. Tiếp tục. Bây giờ mình hỏi trong gia đình của mình đi có bao nhiêu người thì mình sẽ đáp ứng như thế nào đây? Question about family. How many people in your family? Yes, very good. How many people are there? Okay. Are there in your family? Very good. How many people are there in your family? Yes. Ba thì mình nói sao đây? There are three people in my family. Okay. Khi mình trả lời, khi người ta hỏi cái câu hỏi như thế nào thì trong câu trả lời sẽ đầy đủ những cái yếu tố đó ha. There are có nghĩa là có, được chưa? Rồi, there are ở đây nó sẽ bằng với là từ have. Thì bây giờ mình sẽ không nói have three people được, mà mình sẽ nói là there are three people in my family. Ok. Rồi, bây giờ mình muốn hỏi về sở thích thì sao nào? What is your favorite
Rồi, ok. What's in your hobby? Rồi, từ do của mình nó sẽ cộng với cho từ are, được chưa? Các bạn hay sai ở chỗ này là vậy. Yeah. What are your favorite? Thì nó mẹ đúng hơn ha. What are your favorite? Favorite what? Subject. Điển hình như là bài môn học đi. Subject. Được chưa? Rồi, subject. What are your favorite subject? My favorite subject is IT. IT, very good. My favorite subject is IT. Very good. Ok, bây giờ cô muốn hỏi về đồ ăn thì sao nhỉ? What are your favorite food? Very good, food. Cái phần phát âm của mình nha. Again lại giúp cô nào. Food. Food. Very good. Rồi. Từ food này nó khác như là từ fruit. Fruit kia là trái cây, được chưa? Còn fruit này là đồ ăn. Đừng lẫn lộn nhé. Food này là đồ ăn nè. Yeah. Rồi. Còn trái cây chúng ta sẽ là fruit. Rồi khi đọc chúng ta sẽ nhấn mạnh từng chữ ha. Rồi, what are your favorite food? Can you answer? What are your favorite food? Rồi, bây giờ trả lời giúp cô nè. Về đồ ăn, mình sẽ thích cái gì nè? Food có rất là nhiều, chicken, hamburger, rice, fish. A lot of food. Một câu đơn giản thôi. My favorite food is chicken. Được chưa? Còn nếu như là mình sử dụng nhiều cái món ăn thì mình nói sao đây? My favorite food are số nhiều hai cái trở lên thì mình sử dụng are, ok? Are gì đây? Are chicken. Are chicken and rice. Ok? Được chưa nào? Rồi bây giờ tiếp tục nè. How many subject do you have in the school? Right. Do you understand the question? Tiến có hiểu về cái câu hỏi này không nào? How many subject do you have in the school? What does it mean? Nó có nghĩa là gì nào? Bạn có bao nhiêu môn học ở trường? Very good, đúng rồi, bạn có bao nhiêu môn học ở trường? Thì trong tiếng Anh có những cái thì mình nhớ, có những cái thì mình không. Thì trong tiếng Anh chúng ta sẽ không cần phải đúng sự thật ha. Ví dụ như môn học ở trường của mình thì chỉ có 10 môn, nhưng mà lúc đó mình chợt nhận ra thì nó chỉ có 5 môn thôi. Thì mình nói như thế nào cho nó phù hợp, đây là chỉ là một cấu trúc bình thường thôi. Cho nên tiếng Anh chúng ta sẽ không cần sự thật ha. Rồi, how many, lưu ý giúp cô. Khi gặp từ how many, chúng ta sẽ trả lời nó là there are, ok? Cứ thấy từ how many trả lời giúp cô there are. Rồi, there are bao nhiêu đây? 12. There are gì đây nào? There are 12 subject in my school. Yes, very good. There are 12 subject I have in the school. Rồi, ở đây lưu ý giúp cô. Trong câu hỏi của chúng ta, nó hỏi là gì? How many subjects do you have in the school? Nếu chúng ta chỉ cần trả lời là there are 12 subjects, thì nó sẽ bị sao? Trống lỏng, trống rỗng luôn. Nghe nó rất là kỳ, đúng không? Thì bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho Tiến. Mình sẽ trả lời đầy đủ. There are, bây giờ nó hỏi đi, how many subjects? Thì mình sẽ nói there are 12 subjects. Do you have, có nghĩa là bạn có hay không? Thì mình sẽ trả lời ngược lại là I have in the school. Ở trong câu hỏi nó ghi in the school, trong cái phần answer
trong cái phần trả lời của chúng ta sẽ phải là in the school. Còn khi nào mà nó hỏi là in my school hay là in your school, sorry, question của chúng ta nó hỏi là in your school thì câu trả lời của chúng ta sẽ là in my school, được chưa? Câu hỏi nó ghi cái gì thì câu trả lời cũng phải ghi y chang như vậy, ok? Đừng lẫn lộn nhé. Rồi, tiếp tục nè. How many hours do you spend? Do you spend learning English every day? Do you understand the question? How many hours do you spend learning English every day? Spend nghĩa chúng ta sẽ dành. Hour là cái tiếng hoặc là thời gian. Mình dành bao nhiêu tiếng để mà chúng ta học tiếng Anh mỗi ngày? Rồi bây giờ Tiến trả lời thử cho cô câu này xem. Mình không cần đúng sự thật đâu. Mình không cần đúng sự thật đâu. Cô đã nói rồi, ngay từ đầu cô đã nói rồi. Trong tiếng Anh mình không cần đúng sự thật. Đây là chỉ là một cái cấu trúc để chúng ta. There are 2 hours. Very good. Đúng rồi. There are 2 hours. Đúng rồi. I spend learning English every day. Very good. Every day. Đúng rồi đó. Tiến hiểu vấn đề đấy. Đây là chỉ là một cái cấu trúc để mình mà giao tiếp thôi ha. Giao tiếp với người ngoài, những người bạn thân của mình thôi. Không phải phần đúng sự thật đâu. Cho nên mình khi mà mình trả lời không cần phải suy nghĩ đắn đo đâu. Ha. Rồi bây giờ tiếp tục nè. How do you go to school? How do you go to school? Tiến có được câu hỏi này không nào? How do you go to school? Bạn đi đến trường bằng phương tiện gì? Yes, very good. Mình trả lời như thế nào đây? I go to school by bike. Hoặc là nếu như mà bố mẹ chở thì mình cũng có thể nói rằng là I go to school by motorbike. Được ha? Rồi, có rất là nhiều cách. By thì chúng ta sẽ cộng với lại phương tiện. Lưu ý giúp cô điều này nhé. Rồi, ok.